Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Video ngày hôm nay dành cho tất cả các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe bán tải đời cao cao tí xíu nè, màu đỏ nha, và đặc biệt là hai cầu các anh chị ha. Thì bên cạnh Toàn đây là Isuzu D-Max nha, phiên bản số sàn hai cầu đời 2018 nè, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha, mới đi có 37.000 km thôi. Thì chiếc xe này hiện tại bên Toàn đang bán với giá là 596 triệu các anh chị ha. Nếu mà nói về bán tải thì bên Toàn còn rất nhiều xe các anh chị. Đi mắt này thì Toàn còn thêm một chiếc số sàn một cầu đời 2017 nữa nè, rồi có Ranger Wildtrak ha, Ranger XLT, Ranger XL nữa các anh chị, số sàn ha. Rất là nhiều xe bán tải khác nhau luôn, nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe bán tải như thế nào thì liên hệ Toàn nha, Toàn gửi video chi tiết, hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha, hoặc có thể là ở lại bên kênh của Toàn nè, nước xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi bây giờ Toàn mời mọi người cùng Toàn nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ các anh chị ha, mang biển số 60 Đồng Nai nè. Bên Toàn thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Nước sơn quanh xe thì khá là liền lạc, đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì nhiều hết. Tuy nhiên thì bán tải mà một chiếc xe đã qua sử dụng nữa thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% ha, trầy xước hay là dặm tút ở một vài chỗ không là vấn đề gì hết các anh chị nhé. Rồi, xe biển 60C nè, 47650, biển số cũng tương đối các anh chị ha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Toàn nè. Nắp capo thì không có bị trầy xước gì hết đó các anh chị, những cái mối nối nè, cực kỳ liền lạc, đồng màu ha. Ở đây thì có bị xước nhẹ một điểm như thế này các anh chị, không sao hết các anh chị ha. Rồi nếu mà các anh chị nào muốn dặm lại thì Toàn dặm lại cho các anh chị cho đẹp, còn không thì cứ để vậy sử dụng thôi, không ảnh hưởng gì hết á. Rồi, mình kiểm tra lốp nha. Độ ghê gió thì thấy còn rất là sâu luôn các anh chị. Đây, phải nói là cực kỳ sâu ha, mâm là không có bị trầy xước gì hết nè. Đây, đách vỏ là tuần thứ 32 của 2018 các anh chị, vỏ này vỏ zin theo xe nha. Rồi, đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 4 năm 2023. Có dán phim cho mình nè, có bệ bước các anh chị ha, và một cái cam cặp lề, có màn hình phía trong nữa các anh chị, màn hình của cái cam cặp lề á. Rồi, nhìn sơ một vòng keo chỉ giúp Toàn nha. Tất cả xe bên Toàn thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Ốc chân cửa phía trước nguyên zin. Đây, ốc chân cửa phía sau nguyên zin nha, tem mát từ nhà máy vẫn còn nè các anh chị. Rồi, hôm trước Toàn cũng có một chiếc đi mắt màu đỏ các anh chị. Chiếc đó thì số tự động 2 cầu, Toàn đã bán rồi, hiện tại Toàn chỉ còn chiếc này thôi. Chiếc này thì số sàn 2 cầu nha, màu đỏ, các anh chị nào ưng thì nhanh tay chốt sớm nha. Phía sau này Toàn thấy cũng không có bị móp méo gì hết, còn trầy xước nhẹ nhẹ thì là bình thường các anh chị ha. Đèn cũng còn tương đối đẹp nè. Ở đây thì Toàn thấy có một cái cam mirror hành trình phía sau các anh chị, cái này anh chủ trang bị thêm. Rồi, nhìn sơ phần gầm giúp Toàn nha. Gầm bệ thì sáng đẹp, không vấn đề gì hết, nhưng mà khi kiểm tra thì sẽ kiểm tra đầy đủ nha, để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe như thế nào ha. Rồi, Toàn mở cái bẩn xuống cho các anh chị nhà mình xem phần lồng thùng ha. Đây, phần lồng thùng phải nói là còn cực kỳ đẹp nha, không có bị trầy xước nhiều nè, với lại là rất là sạch sẽ, hầu như cái thùng này là không có sử dụng tới luôn á các anh chị, không có bị móp gì hết nha. Ở đây thì anh chủ có trang bị cho mình một cái nắp thùng cuộn như thế này các anh chị. Đấy, rồi mình tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất các anh chị nha. Ghế da tông màu đen, chất da phải nói là còn cực kỳ căng, cực kỳ mới nha, không có bị nhồn, không có bị gấp gãy, không có bị rách gì hết á. Sàn thì sàn simili, có 8 bị sàn ở trên nè. Trần thì trần nguyên bản, rất là sạch sẽ, không có bị dơ gì hết các anh chị nha. Để Toàn tìm chìa khóa. Đây, chìa khóa của đi mắt nè các anh chị. Đấy, đề startup ha. Rồi, Toàn sẽ đề máy nha, chân ngắn qua đề không tới. Rồi, ok, trước tiên thì nhìn giùm Toàn phần vô lăng các anh chị ha. Vô lăng nè, bọc da không bị trầy xước nhiều, cũng không bị hao mòn nha. Mình nhìn vào những chi tiết nhỏ vậy để mình đánh giá là xe mình đi nhiều hay là đi ít các anh chị. Những cái nút bấm là không có bị trầy xước gì hết nha. Rồi, nhìn đồng hồ giúp Toàn nè, 37.686 km các anh chị nha. Táp lô không trầy xước nè. Bên này có một cái màn hình của cái cam cặp lề các anh chị ha. Trên này thì có một cái camera hành trình trước sau nè. Dưới này thì có một cái màn hình. Màn hình này là anh chủ trang bị thêm các anh chị ha. Còn nguyên bản thì không được cái màn hình này đâu. Rồi, ok, dưới này. Nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp Toàn này, dụng cụ mỗi thuốc lá ha, cần số còn rất là đẹp nè. Có hơi hao mòn nhẹ xíu ở chỗ này, chắc ngồi cũng măng mê dữ lắm nè. Rồi, dưới này các anh chị. Dưới này điều chỉnh cầu ha. Rồi, ok.
ghế phụ thì cũng còn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Rồi, vì đây là video về xe cũ nên là Tiền cũng không có giới thiệu nhiều về những tính năng theo xe. Tiền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Rồi kiểm tra cho các anh chị nhà mình là keo chỉ máy móc nè, coi còn có bị đâm đụng ngập nước hay không, động cơ hộp số có đại tu hay không nha. Còn nếu mà các anh chị còn quan tâm thêm mà không biết chiếc xe này nó có những tính năng gì á, thì mình tìm hiểu thêm thông số kỹ thuật ở phần xe mới giúp Tiền nha. Rồi trước tiên thì nhìn giùm Tiền phần ốc của nắp cabo cũng như là keo chỉ cabo các anh chị nha. Nguyên zin các anh chị, bán tải 2018 mà đi có 37.000 là đi rất là ít á. Rất đẹp, nội thất còn cực kỳ đẹp luôn. Khung xương, phần ốc chân đèn là nguyên zin ha. Ốc ác này các anh chị, phần ốc mái này nhìn sơ giúp Tiền nha. Ốc ác sơn phết nguyên zin đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị. Bên Tiền thì nói không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn nếu mà muốn chắc nữa thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị nha. Rồi, Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Thì bên cạnh Tiền là Isuzu D-Max nè, số sàn 2 cầu đời 2018 được nhập Thái các anh chị nha. Đi mới có 37.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 596 triệu các anh chị ha. Giá ở đây Tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này nè thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Khi đi xem xe thì cứ liên hệ Tiền để Tiền sẽ chỉ đường các anh chị nhà mình đi cho dễ nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh thích chiếc xe này quá rồi chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ Tiền đi, thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha, hỗ trợ các anh chị nhà mình tối đa luôn. Rồi thì hiện tại thì bên Tiền cũng đang cần thu mua thêm rất là nhiều cái dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải khác nhau. Nếu mà các anh chị nhà mình có một chiếc xe nào đó không sử dụng tới nè thì bán lại cho bên Tiền đi, là hoặc là muốn lên đời đổi xe, hay là hoặc muốn đổi từ 5 chỗ sang bán tải nè, 7 chỗ sang bán tải, thì liên hệ Tiền thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là đăng ký kênh của Tiền đi, ấn vào biểu tượng chuông thông báo bên dưới nè, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.